Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hay còn gọi là thuế suất ATIGA của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2016. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hay còn gọi là thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo nghị định này được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu vào Việt Nam đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D do Bộ Công Thương quy định.